Ăn tôm á thì mọi người đừng có luộc nước dừa nữa, cũng đừng hót bia, đem nổi một hộp thử đi. Làm theo cách này á, con tôm nó thơm mà cái thịt của nó ăn ngọt gì đâu luôn á. Rồi bây giờ mấy bà lên sườn đi, tôi dẫn mấy bà đi ra vuông nè, đổ lúa kiếm tôm gì làm nha. Cái vuông lúc này nó đại ca, em hút hồn cho con uống gì không. Vô con nước á, đặt lú là phải đi đổ buổi tối nha mọi người, chứ không thôi mấy con cua nó vô nó kẹp ra hết trơn, sáng đi đổ là không còn con nào để ăn luôn á. Em cho mọi người coi dưới đáy nè, buổi tối thường nó sẽ lên lá kiếm ăn á, hai con mắt con tôm nó sáng y chang như bóng đèn luôn á. Mấy con tôm hồi tối đổ á là ngâm nước đá bán hết trơn rồi, còn mấy con tôm này á là ông Hủ mới đổ hồi sáng còn tươi gói luôn á. Ổng chừa cho em được mấy con tôm đến đổ mấy hộp. Đầu tiên á thì mọi người sẽ cho xả dưới đáy nồi nha, tiếp theo là cho muối vô, rồi mọi người cho tôm vô sắp cho nó ngay hàng thẳng lối. Làm cái món này tuy là hơi hao muối nhưng mà đổi lại nó rất là ngon nha mọi người. Mọi người làm theo cách này của em á thì đừng có lo cái nồi bị hư nha. Có thêm một con cua yếm vuông nữa nè, bây giờ em sẽ nổ chung luôn. Mọi người phủ thêm một lớp muối trên mặt nữa, xong rồi thì mình nổ khoảng tầm 20 phút là được nha. Trong cái lúc mà đang rảnh như thế này á thì bây giờ em sẽ đem cái sau HP game test cho mấy chị coi nha. Hôm bữa giờ có nhiều chị hỏi em á là Tiên ơi, sau HP của em xài á ăn uống có bị lem cho hay không. Ê ôi mấy chị ơi, em phải nói là cây sau HP này liền số 2 thì không có cây nào liền số 1 luôn. Mấy bà thôi lên môi á, tán đều ra đảo khoảng tầm 3 đến 5 phút sau nó tiệp vào môi, gọi là siêu siêu lì giùm em nha, chống lem chống trôi luôn, không lem dính khẩu trang. Còn khi mà mọi người có uống nước cũng không có bị dính ly cốc hay là hút luôn nha. Em nói mấy chị nghe nè, mua cây son này á là đáng đồng tiền bắt gạo luôn. Mọi người đi đám đi tiệc ăn uống thoải mái luôn, không có sợ lem cũng không sợ trôi luôn. Sau Happy em có ghi trong giao hàng á, mọi người vô tham khảo ha. Ơi là chở mới vừa test cây son xong là đi ra trời mưa tầm tã luôn. Chỗ mọi người mưa chưa, chứ còn chỗ em á năm nay là hạn hán, mới cho được mà cơn mưa đầu mùa bữa nay luôn á. Đây đây cái món tôm đổi mới hộp của mọi người đây, vừa mở cái nắp ca thái nó thơm phức luôn. Bây giờ em trình bày cho mọi người xem nha. Đó, nhìn có hấp dẫn không? Bây giờ chấm kèm mấy muối ớt siêu cay nữa. Em lọt con tôm cho mọi người xem nè. Làm theo cách này á thì cái vỏ tôm nó bị khô nha, nhưng mà cái thịt của nó ăn rất là ngọt luôn. Rồi bây giờ Tiên mời tất cả mọi người nha, ăn tôm đổi mới hộp của mình nha. Thử coi sao. Ngọt mọi người ơi. Rất là thơm luôn, thơm mùi xả, thêm một con cua nữa. Trời ơi, ăn không á nó còn ngọt dữ nữa. Mình ăn không nha, mình cảm nhận được cái gì tôm nó ngọt nguyên chất luôn. Xuất sắc luôn á.